Sáng vô gặp ở tổ mộng này mọi người, nằm ở trong cái bậc đá này. Hà phóng vô quá trời. Chiều ra xe khui nó luôn. Trong cái gốc kế nhánh điều đó có một tổ anh em, tổ đầu tiên sáng ngày hôm nay luôn. Anh em có tổ nằm đây nè. Cái tổ này cái tàn nó bị kia sao ngộ nó rớt tàn. Tổ mà bị rớt tàn anh em ơi. Cây mục. Đó. Cái tàn nằm dưới cùng mặt nằm trên. Có cái tàn còn nằm đó anh em. À, cùng mặt nãy nha. Mặt cũng ngon lắm anh em ơi. Sáng rớt tàn ngộ thôi. Đó, cái tàn còn nằm yên nó luôn. Rồi, tổ đầu tiên. Tiếp ở trong đây có ổ nữa anh em. Tổ này cũng thấy cũng to nha. Tổ này mặt cũng được lắm anh em. Mặt thì ngon lắm nhưng mà có ổ thì nó, cái cục mặt cũng hơi bị ốm. Hai ổ. Ở trong đây có tổ nè anh em, tổ nhỏ. Khô mặt rồi. Được miếng mặt rồi. Tiếp trong đây có một tổ nữa.
Bên đây có tổ nè anh em. Tổ nhỏ nhỏ không? Có ổ nữa nè anh em. Ổ nè. Giờ mình cũng tới xe rồi mọi người. Ở ngoài đây thưa ông quá. Ông về ở ngoài thuộc về La Di Hầm Tăng, ông nó thưa có mặt rồi nhưng mà kiếm phê quá. Chắc mình về rồi mình tạm ngưng clip ở đây rồi mình đi kiếm cái vùng khác, mai mình đi cái vùng khác nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Đấy, được như đây rồi nha mọi người. Sáng giờ đó. Được như đây, ngày mai mình đi kiếm cái vùng khác thôi. Vùng này thưa ông lắm. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Anh em, ông bữa nay mình tiếp tục đóng cho khách nha anh em. Mình đã cắt nhánh xong hết rồi anh em. Bây giờ mình làm cho nó sạch sẽ, mình lau chùi cho nó sạch sẽ những cái có cái bông cỏ nó dính vô anh em. Mình lau sạch sẽ rồi mình đóng thùng nha anh em. Đóng thùng gửi cho khách. Mặt cái này cũng có tổ được, có tổ nó hơi khô. Những cái tổ này thì cũng được nè, tổ này ngon nè. Còn có những tổ này thì nó cũng hơi bị khô nè mọi người. Tổ non thì ngon nè. Tổ non này mặc không à. Tổ này cũng ngon nè. Mặc đầy nhóc. Rồi giờ mình đóng vô thùng nha anh em. Thùng gửi cho khách. Trong ngày hôm nay.